Quang hôm nay về hai con chim bổi nuôi gột lên để chơi. Chim này thì phải xác định nuôi 2 năm trong lồng, hai mùa thì mai ra bắt đầu nó mới chơi tốt được. Đây, một con này bị đi ỉa dính vào đít này thì mọi người và anh em mua mà có những con bị như này thì anh em phải rửa sạch cái đít nó đi nhá, xong lấy máy sấy tóc sấy khô nó đi, không là nó ỉa nó bết vào đây là nhiều con là chết đấy. Đấy. Đây, bị ỉa dính đít này, anh em phải tránh những con chim này ra nhá, phải biết cách gột thì mới gột. Con này cũng to dài rồi. Rồi, được rồi, năm nay gột hai con bổ rồi nữa là đẹp rồi. À, con kia sưởi tương đối to. Phải tít. Rồi, năm nay Quang sẽ gột hai con bổ này nữa là đủ quân số rồi. À, giờ Quang sẽ đi rửa cái ít cho nó. Vừa về. Về nhà là 3:30 ngày 22 tháng 9 này. Rồi,